Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Future 125/2021 nâng cấp hết bài với một cái dàn đồ chơi cực kỳ xịn sò. Vẫn tiếp tục là một câu chuyện về cái dòng này Future 125 cái bản 2001 hay được gọi một cái tên khác là Quay 125i. Một cái dòng xe tuy không quá mạnh mẽ nhưng lại đang rất hot thời điểm hiện tại trên thị trường Việt Nam. Rất nhiều bản độ đa dạng phong cách ra đời. Và dưới đây là một cái chất riêng từ người chủ đến từ anh Duy. Đầu tiên ta thấy được cái cụm hắn Rainbow Asset, một cái hiệu đến từ Ý. Bộ cụm tích hợp bình dầu rời cùng với rất nhiều chế độ tăng chỉnh tạo ra cái sự tiện lợi cho người dùng. Bao tay là cái hiệu đến từ Daytona, kết hợp cùng chiếc gù inox. Bên cạnh đó còn có cụm tăng tốc Domino đèn đi cùng với con ga CC. Hai bên lốp máy nhẹ nhàng với những cái chú ốc inox sáng bóng. Nguyên cái bộ các chân cần số, cần đập thắng tất cả đều đến từ cái dòng là CUP 1.5 FI. Cái cần đập mắt của Takawa nhựa nhám được ốp cặt vào bờ. Nhìn xuống cái dây chân trước, ta thấy cái điểm nhấn cây dầu Hales bấm rất nhiều đầu, kết nối một con heo dầu Pando 2 bếp xứng đi cùng với đĩa Rainbow Oversize cực kỳ nịnh mắt. Xung quanh là dây ốc inox. Combo được làm cái đĩa Titan uốn lượn, cái cổ bô cũng tương tự như cổ xin của cái dòng là Quay 125i. Hệ thống treo sao ở dùm cho mình là phục Harlin bình dầu liền được sản xuất dành cho Quay, Prime và Future ở dùm, không chỉnh sửa bất cứ chi tiết nào ở trên phục, chỉ đơn giản khoét nhẹ cái phần dây áo để không gây cả cấn là dùng được ngay. Với chiều cao là 330, những tay chơi cứ yên tâm ứng dụng, không sợ xe bị lùng hơn hay là quá cao so với cái bản tiêu chuẩn. Đi cùng đó với một cái bộ là HPA để tăng chỉnh lò sao phục rất là tiện lợi. Sachi F110 đẹp ngất ngây với lọt đồ chơi kỹ. Cái chiếc Sachi F110 là một cái dòng hybrid bone, xấu chứ bình ngoại hình mỏng manh, gọn nhẹ nhưng khả năng chạy cực kỳ ấn tượng. Trong cái phân khúc con tay đường phố 150cc thì con Sachi F110 là cái tên sáng chói nhất trong cái màn rượt đuổi tốc độ. Chưa hài lòng với cái sự nguyên thủy, một biker ở Bình Dương đã mạnh tay nâng cấp cái con xe của mình. Chúng ta cùng xem nhé. Vẫn giữ nguyên cái nét đẹp nguyên thủy với một cái sắc màu đỏ đậm đúng chất thể thao. Bên cạnh đó lọt đồ chơi kiển mang cái hiệu đình đám nổi tiếng như Rainbow Holding. Phần đầu nhẹ nhàng hơn với cụm con Rainbow bình dầu rời được làm cái hiệu Titan chế piston nén áp suất dầu cực kỳ mạnh. Điều tiết dẫn tới cái hãm tốc lực cực kỳ tốt, chỉ cần một thao tác là bóp nhẹ ta thắng. Tay con giúp em đến từ Ý. Phần dây đông sang trọng hơn rất nhiều, đền hình ốc Titan cực đẹp. Hai phía dây đông cho nên phong cách thon gọn hơn rất nhiều. Chiếc cụm công tắc, cụm tăng tốc đến từ Domino. Vì là một dòng xe 150cc nên rất quan trọng di chuyển tốc độ cao, ổn định phần tay lái. Chính vì thế người chủ đã nâng cấp cây trợ lực Harlin. Chen chưa hút được ánh nhìn với cái mâm Dana thần thánh mang thiết kế cực kỳ đẹp mắt. Hệ thống phanh nâng cấp đĩa Gaffer được dính chặt bằng ốc Roti, kết hợp cùng heo Rainbow 2 bếp xứng lột lớn. Hãy dầu theo đến từ S với những cái đầu ngắt cực kỳ tiện lợi. Tiếp đến bên đạp cung lơ dành cho cái dòng xe đua. Cái thế hệ Ben này được tích hợp cái ổ chứa dầu chứ không lắp bình dầu rời như cái dòng xe tàn thảy. Ống xả hấp dẫn hơn rất nhiều sau khi lò bỏ ốc bôn thủy. Cái giảm sóc Harlin bình dầu rời cho điều hướng tìm mãi hơn cũng như tăng cái độ cứng cáp cho xe. Cũng chung cùng hãy chúng tôi chiêm ngưỡng về cái con xe chia độ cực kỳ đẹp đến từ một vùng đất ở Bình Dương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, subscribe.